Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, thời tiết chung của tỉnh Thanh Hóa hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét hại, phía nam trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ trung bình từ 14 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 79%. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 74%. Khu vực Lăng Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạng, Thạch Thành, Cầm Thủy, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 13 đến 17, độ ẩm trung bình 72 đến 75%. Khu vực Như Xuân, Như Thành, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 76%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa trời nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 71 đến 74%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống trời nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 71 đến 76%. Thị xã Bỉm Sơn trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 13 đến 14 độ, độ ẩm trung bình 71%. Thành phố Sâm Sơn trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 15, độ ẩm trung bình 78%. Thị xã Nghi Sơn trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 14 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 79%. Thành phố Thanh Hóa trời nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 74%. Vâng thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tới đây xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.